Hello. Hi mọi người. Hi. Hi hi hi. Get ready with me. Chuẩn bị với tôi nha. Ê, chị không ăn chưa? Chị sẽ make up được một xíu nữa đi quay hình. Mọi người thấy, mọi người nhìn là biết quay hình Tết rồi phải không? Cái gì? Muốn sen. Ồ, thấy cái Lotus Word cũng dễ thương quá. Kiểu để hồi tập. Thôi không dụ mắt nha. Nhưng mà nó ngứa. Nhưng mà mắt ghê quá. Thôi, make up thôi. Ủa, cái túi make up đâu ta? Anyway, thank you. Hi. Hi, make up nha. Make up hi. Make up hi. Make up đi quay hình. Và mọi người cũng biết, nhìn vào là biết đi quay hình Tết rồi. Vậy thôi nào, lẹ làng. Trời ơi, chai nền của tôi nó đổ hết rồi cô. Trời ơi, gần tới Tết mà xui vậy trời. Nó đổ hết rồi, cứu tôi. Sau khi đi Tây Ninh về, sau khi đi hiện nguyện về thì chai nền của tôi. I'm so sad. I'm so sad. Ew. Đóng đồ của tôi luôn. Buồn quá, trầm cảm. Trời ơi, sao nó đổ nhiều như vậy ta. Trầm cảm. Quá buồn. Quá buồn. Rơi vào trầm tư. Trời ơi, nó đổ không còn cái gì luôn. Thôi cho nên của tôi. Hai chai đổ hết, hai chai luôn. Buồn quá. Tết này chưa tiến lên gỡ lại hai chai nền thôi. Hai chai nền từ đợt đi Ai Cập đến giờ luôn. Làm buồn quá. Chơi tô à? Cũng được. Chơi gì để gỡ gạc lại hay trên nền.
Quá buồn. Trầm cảm, trời ơi. Còn được miếng nữa. Không có gì phải buồn hết. Móng tay hơi dơ, mọi người thông cảm nha. Tại mới đi Tây Ninh về. Chưa kịp làm lại móng. Nó dính đất, dính bùn, dính sình, dính tùm lưu tà la. Thường á thì Bảo Ngọc đánh đầu, Bảo Ngọc chỉ đánh ở giữa thôi. Lúc mà mình làm mấy cái layout mà kiểu hàng ngày á, mình chỉ đánh ở giữa mặt thôi. Nên là để là sẽ xài rất là tiết kiệm hai chai nền này, nhưng mà hai giờ đổ rồi. Biết gì xài cho nhiều cho đỡ ghét. Tức ghê. Cái lý do mà Bảo Ngọc phải đánh ở giữa là tại vì nhìn cho nó tự nhiên. Với lại thường à, mấy cái chỗ khuyết điểm của mình nó chỉ là ở ngay giữa mặt thôi. Rồi để trong bên trong mặt cho nó sáng lên. Ngoài mặt nó tối hơn nhìn nó xíu contour. Right. Thông minh quá. 10 điểm nhưng mà vẫn không đổ trên nền, quá buồn. Hồi trước thì Bảo Ngọc cũng kiểu mà mới 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 biết makeup ấy thì mình cũng không nghĩ là đánh nền quan trọng đến thế, kiểu cứ nghĩ là con mắt nó sẽ quan trọng hơn. Thì đúng là con mắt nó quan trọng, mà đánh cái nền nó giống như là nhìn nó sạch sẽ, nhìn nó clean, nhìn nó sạch, nhìn nó xịn đó. Cái xong cái thấy mới thấy đánh nền cũng quan trọng. Quá buồn. Ôi trời. Ui. Dạo này đang râm rã quá. Mỗi lần có mấy bạn đi quốc tế là cộng đồng sắc đẹp và Việt Nam lại có một dịp để nói chuyện về nhiều. Và chúng ta đang thấy là đại diện chúng ta đang thể hiện rất là tốt. Go go. Trời, quả làm con bướm nó cũng quả làm bướm cũng khá là chấn động nha. Mình thấy nó sang, nó lạ sang. Bây giờ chọn vía là nó hợp chị Châu. Mắt nè. The air. Sao ai cũng kêu tôi kê đầu vậy? Tôi có biết kê đầu đâu, tại sao lại bắt tôi kê đầu? Không biết kê đầu mà. Đơn giản thôi. Quá buồn rồi. Đổ cho nên. Ôi trời, nhìn mắt à. Hồi trước Bảo Ngọc kẻ mày hơi bị lố, ý là lố cũng không sao, lố thì tém lại thôi, nhưng mà bây giờ mình biết cái mình sẽ giữ cái tư tưởng là kẻ ít cứ kẻ sương sương nhẹ nhẹ thôi, là hồi nó sẽ ra vừa đủ. Trời, con mắt nó khô. Nó cái sao này. Hơi hối chỗ này. Nhưng mà đợi xíu. Chị lớp mấy rồi? Chị lớp 1. Quá lười để chuốt vậy chị.
Không sao, xíu tạm lại. Chưa nha, bên đây dài hơn mà. It's okay, từ từ. Sao ai cũng kêu Phúc, Phương Nhi vậy? Thôi nào. Thôi nào, con người đó thì chúng ta đều đã biết rồi mà. Candy bông. Candy đào bông. Quá buồn vì bể trên nền. Ý là vì đổ trên nền. Chị vẽ thông mai hình thập giác hả? Thập giác là gì? Thập giác là 10 cạnh đó hả? 10 cạnh sao trời 1, 2. Đừng suy nghĩ à là hình kiểu. Không cái này. 1 cạnh, 2 cạnh, 3 cạnh, 4 cạnh, 5 cạnh. Hình thập giác hả? Đó giờ thấy chưa nhiều lắm. Sự thối của Phương Nhi hả? Ai kể cho mọi người nghe sự thối của Phương Nhi vậy? Trời ơi, cái da nó siêu khô luôn á cả nhà yêu. Tôi hứa tôi sẽ skin care tốt hơn. Nhưng mà chuyến đi nắng từ Tây Ninh và Gia Lai về nó đã tàn phá. Ở Tây Ninh, ở Gia Lai thì siêu lạnh nha. Không phải là quá lạnh nhưng kiểu nó gió. Rồi sao nó khô á. Cái sau da mình, da mắt mình nó cứ bong ra hết. Còn ở ở Tây Ninh đó thì nó lại nắng, mới đi chỗ lạnh xong cứ xuống chỗ nắng, vừa nắng vừa nóng. Con mắt tôi nó sốc nhiệt. Trong mọi tình huống đều phải bình tĩnh, tự tin. Và cái mài cũng vậy. Mọi người còn nhớ những tháng ngày khi mà Bảo Ngọc ở Sharm El Sheikh ở Ai Cập á, là mình sẽ live những chiếc trang điểm ở trong phòng Get Ready rất là vô chi không? Tại vì ở bên Sharm á, thì buổi sáng thường nó rất là nắng, thành ra buổi sáng thì không có hoạt động nhiều, mọi người chỉ đi ăn, đi uống hoặc là làm trải nghiệm ở Sharm thôi. Nên là thường á thì, nhưng mà tại vì nắng quá cho nên là thường á thì đa số các bạn như là đa số ban tổ chức sẽ chọn ở trong phòng trong mát á. Giờ tụi mình sẽ hẹn nhau gặp nhau ăn trưa, thành ra là mỗi buổi sáng thì Bảo Ngọc sẽ có thời gian thức dậy để make up trang điểm. Tất nhiên không phải ngày nào cũng như vậy, tại vì thật ra là mỗi lần mà mình xong một ngày thì cũng rất là khuya. Nhưng mà buổi nào mà không có photoshoot, không có chụp hình, không có bận bịu kiểu mấy cái obligation, không có nhiều cái bắt buộc vào ngày hôm sau á, thì tụi mình thường sẽ có thời gian chill rất là ok. Đấy. Nhưng mà đi thi ở Sharm á, thì phải luôn chuẩn bị cho mình một cái tâm thế nha, là bất cứ chuyện gì cũng sẽ có thể xảy ra.
nhiều khi ban tổ chức họ cũng sẽ không biết có phải là họ cố tình họ challenge mình hay không, hay là do là đôi khi là có nhiều cái sự cố, thì chẳng hạn như nhiều khi là các bạn có một số bạn được được sắp xếp là để chụp hình cho nhà tài trợ vào ngày hôm sau và ngày mai, cái xong rồi cái nhiều khi mấy bạn đi một ngày dài xong các bạn mệt á, rồi thêm cái nắng Ai Cập á, không phải ai cũng quen để chịu được á, thành ra là nhiều bạn cũng bệnh đó, thì lại phải thế bạn khác vào, thì lúc đó là thường hoặc là tự mình xung phong, hoặc là nhiều khi là người ta sẽ chỉ định luôn đó, thành ra nhiều khi mình ngồi mình nói mình chiêu chiêu gì thôi, nhưng mà cũng có thể bị gọi bất cứ lúc nào á. Và vào những cái hôm đêm mà quan trọng về trình diễn đó là coi như là phải trên tinh thần đó là chuẩn bị trước tất cả mọi thứ. Chẳng hạn như cái lúc mà Bảo Ngọc thi swimsuit đó là Bảo Ngọc sẽ make up trước nha, mặc dù là mình biết đó là chưa tới giờ đâu, và theo dự kiến thì tới tối mới thi lận, nhưng mà tới buổi sáng đó là Bảo Ngọc đã bắt đầu sửa soạn sẵn rồi đó. Tại vì thật sự là mình nói là làm show hay làm sân khấu thì đôi khi nó sẽ có những cái không đảm bảo, mọi người không có biết trước được gì hết á, và mình thà là mình chuẩn bị trước để mình chắc chắn mình an toàn nữa, còn hơn là tới đó mình hối hả. Bởi vì lúc đó thì cũng thành ra có được cái tinh thần như vậy, xong thì Bảo Ngọc thấy là nhiều khi mấy cái tình huống mà nó bất ngờ thì mình cũng chuẩn bị sẵn sàng được trước á, mình chủ động được trước á, đâm ra nó lại những cái tình huống đó mình kiểm soát được và nó trải qua nó khá nhẹ nhàng đó, mình không có bị trong cái thế bị động á. Mà nó cứng cái gì cứng à, cứng quá. Chết rồi, cái chai keo nó cứng quá. Trời ơi, Ngọc tốt đâu rồi. Dạ cô. Được rồi. Không. Ý thôi. Ý thôi. Rồi ta. Ủa. Cái chải không mày đâu rồi. Em quê. Lấy cái mới. Thôi lâu mài lệch cũng sao đâu, xíu chỉnh sao. Cái tư duy kẻ lông mài của mình đó là cứ làm đi, chỉnh qua chỉnh lại không xong đâu, chừng nào làm xong á rồi chỉnh lại lần nữa, chừng nào làm tất cả các bước xong á rồi chỉnh lại lần nữa thì lúc đó sẽ có một cái nhìn nó chuẩn hơn. Trời ơi, mắt nó như một cái vảy cá vậy. Và những ngày nhẹ nhàng thì mình hay dùng bronzer để sáng mắt cho rồi, nó tự nhiên. Chủ yếu có một xíu bóng tối lên con mắt, chỉ nhìn cho mắt bớt sưng.
người nghe được tiếng rột rột hả? ASMR, ASMR ra mắt chóc da. Ai kể chuyện thú của Phương Nhi vậy? Chắc chắn không phải tôi kể rồi, tôi đâu có kể. Là ai đã kể chuyện thú của Phương Nhi? Là ai vậy? Làm gì quên rồi? Năm nay tôi đã làm gì? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua. Theo bà thì ai kể chuyện thú của Phương Nhi hả Mai Phương? Chỉ tôi thôi chứ ai. Chỉ cho hương mắt. Ghê quá. Mắt nó quá khô để kẻ mắt luôn. Nó quá khô luôn á. Nó kiểu nó sần sùi á. Cứu tôi. Mọi người thấy mấy cái khúc trắng trắng không? Dạ. Ghê quá à. Con rắn vẫn đang lột da. Giờ lúc nhìn lại mắt rắn lột da thôi, không gì đâu mọi người nhé. Sẽ một năm vừa trải qua. Buồn quá thế nào. Có một phiên phát thêm ta. Thành công hay thất bại. Trưởng thành hơn thì vẫn ngây thơ như lúc ban đầu. Dù là như thế nào. Don't you remember? Lòng mày. Lòng mày.
Chưa thành. Ôi trời ơi. Giờ là lúc nhìn lại những cái trái hoa. Ok. Ok chút rồi mày. Vậy rồi. Xin chào Khương. Ai ngoài sau lưng, tôi đã không còn sợ mấy câu chuyện ngoài sau lưng nữa rồi. Đừng có hù tôi nhé. Không có tác dụng đâu. Lớn rồi không sợ. Người lớn thì bây giờ là đã lớn rồi thì không còn sợ. Không còn sợ ma hay là sợ ai núp ngoài sau lưng nữa, chỉ sợ thế giới loài người này thôi. Đứt rồi. Xin chào, xin chào. Nothing lasts forever. Take me to your heart, take me to your soul. Con mắt nó không bao giờ khỏi được.
ra là bấm cho có lệ thôi chứ mi nó rụng hết rồi. Hey. Một ngày quá là trầm cảm. Mỗi lần mà trời nó mưa mưa xuống bắt đầu tôi trầm cảm. Đợi xíu đi. Cắn cái giả cho rồi. Không có lông mi còn cái thì cái giả. Có một cái chai keo. Tại vì bảo Ngọc bị kích mí mắt, kích ứng mí mắt xong rồi cái không. Những anh chị make up đã mua cho bảo Ngọc chai keo. Bảo Ngọc chai keo chống dị ứng, bảo Ngọc cảm ơn rất nhiều. Love you. Love you. Dính tay, dính tay. Cái hỏi. Dính tay. Nói chứ mặc dù là mi nó rụng hết rồi nhưng mà vẫn phải bấm để nó có cái chỗ để đỡ mi á mọi người. Nó rất là logic nha chứ không phải tôi làm tôi bấm mi cho vô chi đâu. Rồi cái nhíp đâu.
Tại giờ quá. Sorry, mới đi từ viện về nha. Đừng bóc phốt mà học nha. Từ từ đợi keo khô xíu đi mình chỉnh tiếp. Nhưng mà nhiều bạn comment sao Bảo Ngọc không đi nói mi, hay là Bảo Ngọc không đi xăm lông ngoài luôn cho rồi đó. Thì Bảo Ngọc cứ là mình cũng hay kẻ mày cũng hay gắn mi, nhưng mà có điều là Bảo Ngọc cũng thích cái vẻ mà không mi không lông mày của tôi á. Thành ra là kiểu xăm xong rồi cái sau này, ủa thì bạn muốn xăm á thì thí dụ bạn phun lông mày đi thì nó sẽ là gần như là cũng bán bệnh viện đến bệnh viện phải không. Thì nếu bạn xăm á thì bạn có lông mày rất là dễ, nhưng mà để không có lông mày nó là chuyện khó như che mắt che lại. Rồi thôi, tôi thấy cũng vừa đủ rồi, cũng không cần lắm. Còn với lại không biết nữa, nhưng mà với tôi thấy là không cần mấy cái đó. Khi nào mình thích thì mình gắn, không thích thôi. Đứa nào chọc mình không lông mày mình chọc có lại. Để xíu nha. Nó dính kêu. Nó tay vô. Hello Bảo Ngọc, tôi là sinh viên đại học Tây Ninh. Ê Tây Nguyên, nhớ chứ. Linh, hello Linh. Bình tĩnh. Dính vô đi em ơi. Kêu thôi. Mình đi chơi dính lắm. Giờ là lúc nhìn thôi đợi xíu đi. Oh shit. Ơ xin lỗi đi, đừng có lan truyền. Làm ơn. Đừng có lan truyền nha. Đỡ miệng. Thôi. Xin lỗi.
Xin lỗi cuộc đời. I'm so sorry, Miss Incontinental. I didn't mean to say it. Sorry, I'm sorry so much. Mọi người đừng lan truyền nha. Cảm ơn. God bless. I'm so sorry. I'm sorry, my ancestor. I'm sorry to saying sorry to my parents, saying sorry to my teachers, to the educational system. I'm sorry. Sorry, fans. Xin lỗi mọi người. Xin lỗi mọi người nha. Trời, chắc tên lượt tôi bị phốt hả? Thôi nha, lỡ miệng thôi. Thôi nha. Please no, I'm so sorry. Trời, bảo vệ Hoa Ngọc nha mọi người. Lỡ miệng thôi nha. Didn't mean to say anything bad, okay? It's just a dirty word, it's nothing bad. I'm so sorry. Oh my god. Oh my god. I shouldn't have done my makeup on stream. Now I regret everything. Hối hận tất cả mọi quyết định trong cuộc đời này. Tôi xin lỗi mọi người. So stressed. Đừng có lan truyền nha cả nhà, lan truyền có chết tôi luôn á. Thôi nha, bảo vệ văn học nha mọi người. Rồi mấy bạn anti đã xem. Thôi đi ăn năm sám hối đi. So stressed. Trời ơi, chết quá. I'm so sorry. Xin lỗi nha. Không có cố ý nói đâu. Tại nó là em. I'm so sorry to my mom and dad. Thôi đi rửa miệng đi. Quá và miệng. Điếc ngang nha mọi người, không nghe gì hết nha. Điếc ngang giùm Bảo Ngọc nha. Please luôn á, for love. Bảo vệ tôi với bảo vệ khủng long nha cả nhà. Bảo vệ khủng long nha. Fan thuê 50 ơi, bảo vệ khủng long nha. Ăn năn sám hối, tạ tội với cuộc đời. Em ta xin lỗi rất nhiều. Nhưng mà thật sự là I didn't mean to say anything bad. Không có cố tình nói gì xấu luôn nha trời. Hãy bảo vệ khủng long như cả nhà. Không thôi khủng long sẽ tuyệt chủng luôn đó. Xin lỗi.
chăm kém. Năm nay tôi đó làm hát cho đỡ chồng kém. Năm nay tôi đó làm gì? Giờ lúc nhìn lại xem một năm cũ đã qua, nhưng không thể nào có rằng hơn có thức. Thành công hay thất bại, trường thành hơn hay thất nghiêm, như lúc ban đầu. Đó. Xin lỗi mọi người. Quá buồn. Giờ là lúc nhìn lại xem. Đợi xíu biết xúc mi rồi. Tại một phần mọi người biết không? Tại vì cái mắt mình nó khô quá, mi nó không dính nổi. Oh no. Sao hôm nay cũng về quá vậy trời. Chào chào năm mới. Chẳng kém. Block. À, không gì đâu, cảnh sát mới block thôi.
Okay. Mì bên đây nó thua, nó không có chịu dính nha. Nó quá mệt mỏi với đôi mắt của tôi rồi. Rồi, cái kẻ mắt đâu ta? Sorry. Năm nay tôi đã làm gì? Giờ lúc nhìn lại. À, có người hỏi chứ em kích mí. Đã rất lâu rồi kể từ ngày mà Bảo Ngọc bị diễn máu mà Ngọc không có kích mí nha. Và Bảo Ngọc thấy vẫn ok. Không cần kích. Một mí thì sao, mí lót thì sao, mí lót vẫn đẹp à. Mọi người có bao giờ cảm thấy buồn cười bởi vì những cái mà chúng ta gọi là đẹp và không đẹp không? Tại vì nó rất là so stupid to be honest. rất là ngốc nghếch và nó thật luôn. Giống như là mình hay nghĩ, mình nói đi, chẳng hạn như mình nhất là Bảo Ngọc đi thi ở nước ngoài rồi á, thì thấy như là ví dụ mình ở châu Á thì mình thấy mắt hai mí đẹp, mắt to đẹp, mũi cao đẹp, nói chung là khuôn mặt làm sao có nét Âu nhiều nó mới đẹp. Nhưng mà đối với người châu Âu á thì những cái nét đó đối với người ta rất là bình thường, kiểu giống như là phổ thông và ai cũng có, nên là người ta lại không nhìn nhận cái đó là một cái gì nó quá là xuất sắc cả. Và nhiều khi người ta còn chuộng cái nét, những cái nét lạ, những cái nét mà người ta không có hơn. Thí dụ người ta dạo này người ta hay thích những cái đôi mắt mà xếp lên, mắt fox eye kiểu như mắt một mí mí lót các kiểu đà điểu đó, hay là cái mũi kiểu thấp thấp nhỏ nhỏ như người nhiều người châu Á mình cũng có đó, hay là những cái nét Á người ta lại cảm thấy ấn tượng. Thì thật ra là những cái quy chuẩn của sắc đẹp nó rất là tương đối, và mình nghĩ nếu mà ở châu Âu người ta đã không, người ta không có ấn tượng lắm với những cái nét châu Âu của họ có, nhưng mà mình nhìn thấy là rất là đẹp, mình cũng phải nghĩ lại một cái nữa là ở châu Á mình không có ấn tượng với nét châu Á lắm, nhưng mà nhiều khi nó người nước người người ở ngoài khi người ta nhìn vô người ta lại thấy rất là đẹp phải không? Thì nói chung là cuối cùng thì nước nào chả đẹp, ai cũng đẹp cả. Chỉ là nhiều khi mình hơi bị hạn hẹp về những cái mà mình nghĩ thôi. Hay là các chị châu Phi chẳng hạn, các chị châu Phi ngày xưa ông bà mình đâu có thích nét của họ đâu, nhưng mà sau đó thì mình nhất là mình đi nhiều, mình trải nghiệm nhiều, mình gặp nhiều người, mình lại thấy cái nét của họ rất đẹp và ấn tượng, bởi vì thật sự là không, họ có đẹp một cách riêng á, và nhiều khi mình muốn cũng không thể nào đẹp theo cái kiểu của họ được.
đó, và cũng nghĩ ngược lại luôn, nhiều khi người ta muốn người ta cũng không thể đẹp theo kiểu của mình được. So embrace your uniqueness. Đến giờ ta hai giờ 17, cảm ơn mọi người. Trời, cái mi này nó cứ xuất ra miết luôn á. Cái mắt nó quá khổ, nó không thể nào mà dính cái mi vô được. Tức ghê. Block hai. À, mọi người nhớ vote cho chị Châu Châu nha. Cô gái Tây Ninh mới từ quê chị Châu về, ai cũng nhắc chị Châu á. Có cái tiếng ù với máy lạnh ở bên nhà bên. Đối với Miss Universe năm nay thực sự là Bảo Ngọc cũng khá là hào hứng, tại vì Miss Universe cũng là một trong những cái đấu trường mà Bảo Ngọc theo dõi đầu tiên ở những đấu trường quốc tế Bảo Ngọc theo dõi đầu tiên ấy, thì hay là hào hứng vì năm nay là thứ nhất là về cái khâu tổ chức và format, và khi mà đổi chủ thì cũng có nhiều điều thú vị mà mình theo dõi phải không? Đó, chẳng hạn như format vào top nó cũng khác nè, và đồng thời nữa thì cái tư tưởng và cái cách mà họ chọn hoa hậu thì ít nhiều gì cũng có sẽ thay đổi một xíu. Nhưng mà thật sự là ở cái thời trước thì Bảo Ngọc rất là thích cái cách mà họ chọn ra những cô gái cho Miss Universe cái thời của IMG. Tại vì á, đối với Bảo Ngọc á, như thật sự là đó là một cái định hướng rất là đúng luôn á, là khi mà họ chọn những người mà mình gọi là spokesperson hơn là chỉ là cái vẻ bề ngoài á, là chọn những cô gái có tư duy, có kiến thức. Tại vì thật sự là đi vào trong cái đấu trường quốc tế sắc đẹp bây giờ đó, như nãy Bảo Ngọc nói á, tại vì cái tiêu chuẩn sắc đẹp thì nó rất là tương đối, mặc dù nó vẫn là một cái yếu tố tiên quyết đấy chứ, nhưng mà nó chỉ tương đối thôi. Và ra ngoài đó thì hầu như là mỗi người đều có đều đẹp, ai cũng đẹp á, giống như là
họ là những người đẹp mà được chọn từ trong nước ra rồi, bởi vì là cái basic, cái cơ bản nhất là họ đã đẹp rồi. Thành ra cái chuyện mà khác nhau á, thì nó chỉ khác nhau ở cái đầu, khác nhau ở cách cư xử, khác nhau ở cái năng lượng và cái thái độ mà mỗi thí sinh đem đến cuộc thi thôi đó. Đấy, thành ra là cũng khó nói, thật sự là rất là khó nói, tại vì những cái yếu tố như vậy thường chỉ được nhìn thấy ở trong các vòng mà mình, mà khán giả không thấy thôi, đó chính là cái vòng phỏng vấn kính. Còn những cái yếu tố về trình diễn, về sân khấu, về ngoại hình của thí sinh, thật ra ai cũng thấy, chứ sân khấu ai cũng thấy, nhưng mà nó không phải là cái quyết định. Nó thật sự là nó cũng chiếm một phần đó, nhưng mà nó không phải cái quyết định đó. Thành ra là đôi khi thì khán giả của mình muốn đoán được một cái top hay là một cái người Miss Universe nào mới thì rất khó. Nhưng mà với Bảo Ngọc thì Bảo Ngọc đang cảm giác như là cái phần thể hiện của Việt Nam đang rất là tốt nè. Chỉ cho quan trọng là giữ được cái tinh thần á. Rồi, Bảo Ngọc thấy Costa Rica, Philippines, Venezuela, USA. Có một bạn là bạn Aruba, nhưng mà Bảo Ngọc chưa nghe các bạn nói. India thì ấn tượng bởi khuôn mặt, cũng chưa nghe các bạn nói. Nhưng mà Philippines thì mình có xem một cái đoạn của chị nói thì sau đó bà biết là chị cũng đã, vài năm trước thì chị cũng chưa giỏi tiếng Anh, nhưng mà hôm nay bà nói một cách rất là lưu loát, mà nói có một cách có nội dung như vậy thì thật sự rất là phục chị. Còn chị Ngọc Châu, Bảo Ngọc thấy bây giờ là chị Ngọc Châu rất là tươi nha, nghĩa là so với một số các bạn thí sinh trong vùng á thì chị Ngọc Châu đang là người mà giữ được cái năng lượng, cái máu lửa. Cảm giác như mỗi lần mà mình xem live, phải theo dõi các bài post hay các livestream của chị, tương tác với các bạn trong cách chị nói á, mình cảm nhận được là chị đang rất là in control, nghĩa là nó đang ở trong cái mức mà chị đang kiểm soát được á, và nó thấy được cái sự tích cực ở chị á, là thấy không có bị mệt mỏi, không có bị đuối, như vậy là đã rất là quan trọng rồi. Oh, what contour?
Lấy son đánh má hồng.
Thôi thấy rồi. Ôi à, đây đây. Ngớt cái cửa. No, what did I drop? Không son đỏ đâu, tại hôm nay quay quay hình Tết hạnh phúc, hình ra là phải nhẹ nhàng cute đáng yêu, không có son đỏ son xanh son gì gì đây hết. Mất cái cục đánh hói rồi. Cũng khá thẳng là vũ sơ sơ thôi. À, cái máy vũi đâu rồi? Xì chép. Thank you.
tất cả mọi thứ mình sử dụng là đều từ lúc mà đi thi Miss Intercontinental tới giờ đó, không có thay đổi gì luôn. Kẹt thăm đâu rồi? Được. Lâu rồi không có duỗi, không uống tóc, không có làm tóc. Gì? Vẫn chưa học được kỹ năng duỗi tóc nha, quá khó đi. Thật ra thì nó cũng thẳng thôi, cũng không cần duỗi lắm, nhưng mà tại vì nó hơi không duỗi thì lên tivi nhìn nó hơi duỗi thì lên tivi nhìn đẹp hơn, ý lên quay phim thì nhìn đẹp hơn. Nhìn nó bóng tốt á, duỗi sơ sơ nó lóc ngoài thôi được rồi. Gần xong rồi. Chồng xíu đánh đổ ra đây. Chỗ tóc giả bị lộ, lộ đâu ta? Không thấy. Con
Well, xong rồi thì hai gì nữa mình ta. Còn cái gì nữa không? Đây rồi. Đem cái máy này nha. Lấy gì? Đem cái máy này, họ có gì thích đó. Cái mũi chính đen đen. Đi á. Con chưa tắt lại tiền hả? Chưa luôn à. Nãy giờ nói gì tạm miệng hay gì mà sợ hả? Tao nói. Ừ. Mày muốn gì lấy đi. Ngọt không? Ừ, ấy đem thôi rồi. Rồi thôi, mặc đẹp. Sau đó chúng ta sẽ mang dép. Cái to chút tụi mày. Ừ. Ba cái gì? Mình chạy kia vô. Ờ, ok là. Lên thời đại đi.
Thank you. Cảm ơn bà. Rồi, hình vô. Rồi, xong. Bây giờ xuống thì giờ bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye. Bye cả nhà, có đem nước theo uống nè.